hàng nhà em về các bác ơi. Vâng, và hôm nay phải về khoảng tầm 50-60 chiếc bếp các bạn. 50-60 chiếc bếp, nhiều mẫu mã, cực kỳ nhiều mẫu mã luôn các bác nhé. Và đây là những cái đơn hàng mà khách đã đặt rồi. Khách đã đặt, đây là những cái đơn hàng mà khách đã đặt rồi các bác nhé. Đây, khu vực này là cái khu vực mà khách đã đặt hàng và em đã chọn ra cho khách rồi đấy ạ. Đấy. Bây giờ thì trong video buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ lên nhanh báo giá các cái mẫu bếp mới về của bên kho nhà em các bác nhé. Em sẽ đi qua các cái mã này, mã 05, mã 02, mã 01, mã 04 này, rồi mã 03. Em sẽ chia sẻ 5 mã các bác nhé, 5 mã. Và đây là những cái mã bếp mà có giá thành bình dân cũng như là cái cách sử dụng rất là dễ dàng các bác nhé. Em đi từ mã 01 ạ. Mã 01 mã này có giá 1.900.000 đồng các bác nhé. Mã 01 em bán 1.900.000 đồng. Cách sử dụng là nhốt nhấn này các bác này. Cách sử dụng là nốt nhấn như thế này. Thương hiệu Zina, cách sử dụng nốt nhấn. Hai vị trí nấu ở phía trên và một khay nướng ở phía dưới các bác nhé. Khay nướng của bếp đang còn mới kinh keng luôn này các bác này. Khay nướng mới gần như chưa dùng đến đấy các bác ạ. Khay nướng mới, bo lửa này. Bo lửa thì bằng nhôm nguyên khối các bác nhé. Thành vách cực kỳ đẹp này. Nhôm nguyên khối rất là đẹp luôn. Cạn nước tự động tắt lửa. Tắt lửa tự động khóa ga các bác nhé. Cạn nước tự động tắt lửa. Tắt lửa tự động khóa ga. Đấy. Nhờ cái tim cảm biến này các bác này. Nhờ cái tim cảm biến này thì bếp sẽ cạn nước sẽ tự động tắt lửa. Và tắt lửa sẽ tự động khóa ga các bác nhé. Đó là cơ chế của bếp Nhật. Và đó là cả những cái chức năng mà chỉ có bếp Nhật mới có thôi. Còn bếp của các quốc gia khác thì không có đâu ạ. Đây, thành vách của một chiếc bếp Nhật đã qua sử dụng. Tuy nhiên là độ mới thì rất là cao các bác nhé. Cách sử dụng dễ dàng và đơn giản. Mẫu này 1.900.000 đồng thôi mà các bác đã sở hữu được những lợi ích rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, em qua mã 02. Mã 02 là một chiếc bếp có cái mặt màu đen các bác ạ. Mặt này là màu đen phủ kim tuyến các bác nhé. Đây, nếu như các bác yêu thích cái mặt màu đen thì các bác có thể lựa chọn sang mẫu này. Mặt này các bác hình dung như thể là nó có cái bầu trời mà đang có rất là nhiều sao ấy các bác ạ. Mặt men phủ kim tuyến này rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp các bác nhé. Đấy, mặt men thì nó dễ lau chùi và nó cũng khá nó bền hơn cái dòng mặt sơn tĩnh điện. Mẫu này thì cũng cách sử dụng cũng là nốt nhấn thôi nhé. Hai vị trí nấu phía trên, một khay nướng ở phía dưới. Mẫu này em bán 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng mã này các bác nhé. Thành vách cực kỳ đẹp này các bác này. Nếu như các bác yêu thích màu đen và thích cái mặt men thì các bác có thể lựa chọn sang cái mẫu bếp M2 này ạ. Mã M3. Mã M3, M4 là bếp kính các bác nhé. Mã M3, M4 này là hai mã bếp kính và phun chức năng. Thì em sẽ chia sẻ mã M3 trước ạ. M3 mặt kính màu xanh than. Mặt kính màu xanh than các bác nhé. Xanh than và là kính chấm bi. Cái dòng kính chấm bi này này, nhìn nó vừa sạch và nó rất là sang luôn ạ. Mặt kính chấm bi màu xanh than. Đây. Họng là họng đúc các bác nhé. Họng đúc nguyên luôn này các bác ạ. Họng đúc nguyên luôn. Con này độ mới phải 95% các bác nhé. Mặc dù là cái dòng bếp đời không cao nhưng mà độ mới phải 95%. Đã, 95% các bác nhé. Mặt kính chấm bi màu xanh than. Họng đúc này. Họng đúc tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy. Còn bây giờ khay nướng này các bác ạ. Em cho các bác chiêm ngưỡng cái khay nướng của bếp này. Rất là đẹp luôn. Khay nướng các bác nhé. Độ mới phải 95% cho chiếc bếp này. Đây, khay nướng này các bác này. Đấy, sờ mượt tay luôn các bác nhé. Sờ gọi là sờ mắt rượi tay luôn đấy ạ. Đấy, cái chiếc bếp hàng dùng lướt, dùng rất là thích. Cực kỳ thích các bác nhé. Này, các bác mà sở hữu được cái mẫu nồi đồng cối đá này thì quá tuyệt vời. Cái dòng mắt ếch này họng đúc và lửa cực kỳ xanh các bác nhé. Lửa cực kỳ xanh luôn. Đây, phím 3S này. Con này thì có khay nướng 2 tầng lửa. Khay nướng 2 tầng lửa có chế độ hẹn giờ 3 phút, 10 phút. Có chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo. Và có điều chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200 các bác nhé. Con này thì quá vip này các bác. Nồi đồng cối đá các bác nhé. Nồi đồng cối đá mã 03. Mã 03 em bán 3.300.000 đồng ạ. Mã 03,
3.300.000 đồng các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Em qua mã 04 này. Mã 04 là một chiếc bếp vuông thành đứng cạnh. Vuông thành đứng cạnh này các bác này. Hẹn giờ bếp nướng 15 phút, hẹn giờ bếp nấu 90 phút. Và khay nướng là 2 tầng lửa các bác nhé. Khay nướng 2 tầng lửa này. Chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo, tự động nấu nước này. Điều chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200. Thương hiệu Osaka. Cực kỳ đẹp các bác nhé. Cực kỳ VIP luôn. Khay nướng này. Khay nướng gần như là độ mới cực kỳ cao. Đấy. Khoang nướng rộng rãi, tha hồ nướng các bác ạ. Mặt kính phủ kim tuyến, bo viền bằng inox này các bác. Bo viền bằng... Em đứng như thế này để các bác hình dung về cái mặt bếp nhé các bác nhé. Cái mặt bếp này các bác có nhìn giống như thế là các bác đang nhìn lên bầu trời, có rất là nhiều những cái ông sao lấp lánh không các bác. Đấy ạ. Mặt kính phủ kim tuyến này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, nó nếu là mặt kính đơn thuần thì nó không có gì thu hút cả, nhưng mà đây là một chiếc bếp mặt kính phủ kim tuyến, nhìn giống như bầu trời đầy sao lấp lánh rất là đẹp các bác ạ. Bo viền bằng inox này, siêu đẹp các bác nhá. Họng của bếp đây, đây các bác này. Mẫu này kiềng thì bằng thép hợp kim. Đấy, rất là đẹp. Mã này em bán 3.400.000 đồng các bác nhá. Đấy, mã mặt kính vuông thành đứng cạnh như thế này em bán 3.400.000 đồng ạ. Em trở về với một mã mặt men, mã M5. Con này thì hàng dùng lướt các bác nhé. Con này độ mới 95-98%, hàng dùng lướt thôi ạ. Đời 2021. Con này đời 2021 các bác nhé. Hàng dùng lướt một vài lần thôi. Con này đời 2021 và chỉ dùng lướt một vài lần. Các bác có thể quan sát thấy cái độ mới của bếp nó như thế nào đúng không ạ? Độ mới của bếp như thế nào, màu vàng cát nha các bác, màu vàng cát và cũng là mặt men phủ kim tuyến này. Cái họng của bếp này, họng của bếp đang còn sáng và đẹp như thế này luôn đấy các bác ạ. Họng còn nguyên vân thép kiềng đây ạ. Mã này mới 98% các bác ạ. Các bác mà yêu thích một cái mã bếp đời cao, hàng dùng lướt một vài lần thì các bác chốt mã 05 các bác nhé. Mã này em bán 3.200.000 đồng ạ. 3.200.000 đồng mã này. Rất là đẹp này các bác này. Em chia sẻ để các bác thấy được cái sự độ mới của bếp luôn. Độ mới của bếp này các bác. Quá đẹp, quá xuất sắc các bác nhé. Quá xuất sắc luôn. Đấy. Mã bếp M5 trong video buổi tối ngày hôm nay, hàng dùng lướt mới 95-98% các bác nhé. Em bán 3.200.000 đồng. Chức năng là cạn nước, tắt lửa, tự động khóa ga. Cách sử dụng là phím nhấn ạ. Đấy. Các bác chốt mã nào trong video buổi tối ngày hôm nay thì kết nối Zalo giúp em nha. Nhà em sẽ có những cái mẫu bếp có cái giá thành từ 1.700.000. Nhưng mà cái hàng 1.700.000 thì hôm nay em bán hết rồi. Và các bác nào mà chốt cái mã 1.700.000 thì đợi em thứ 6 tuần sau hàng về các bác nhé. Đây, còn hôm nay thì trong video buổi tối ngày hôm nay thì em vừa đi chia sẻ những cái mã bếp có cái giá thành rất là bình dân và cách sử dụng dễ dàng. Bác nào yêu thích mã nào thì kết nối giúp em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.